cái cảnh mà khi vào giải phóng Đà Nẵng, những binh sĩ gọi là ngụy của chính quyền trước kia, nghĩa là họ không có một sức kháng cự gì cả, họ hoàn toàn đầu hàng không một sức kháng cự. Nghĩa là phải nói rằng hồi đó đa số là bị ép buộc phải đi lính, họ phải cầm súng cho chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Ngụy trước kia. Nhưng khi giải phóng họ không có sức kháng cự nào hết. Rồi đành như vậy thì quân giải phóng của chúng ta tiếp những binh sĩ Ngụy đó một chính sách rất nhân đạo, tức là tập trung vào chỉ để giáo dục xong rồi cho giải tán, chứ không có một hành vi gì như trước kia bỏ nó tuyên truyền rằng cộng sản vào sẽ tắm máu. Dạ không có. Em lúc đó 10 tuổi mà em chứng kiến như thế này. Đó, em chứng thì kiến nhiều người đã chứng kiến cái cuộc chiến kết thúc ngày đó là hoàn toàn với chính sách rất nhân đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dạ, em chứng kiến là lúc đó em có mặt chứng kiến này, ba em thì dẫn một đoàn quân mà đi trước nhà em là đánh tống lên thì tụi em mới lấy lại biết sâu nồi này nọ ra gõ để cho giải phóng ra anh đó. Xong rồi cái em thấy là mấy anh mà Việt Nam Cộng Hòa mình á thì đưa tay đầu hàng. Rồi xong đó em thấy có nhiều người là bỏ xe giữa đường thì cách mạng mình á mới đưa xe anh, đưa xe mà xe lính nữa á, thì tới thì mấy anh hết lên hết xe. Xong để em thấy chở về đầu tối đó là ba em á, là em thấy em nhớ mấy em đi coi này, ba em là dồn hết mấy anh đó lại, rồi đồng thời cũng bố trí chỗ ngồi ngồi dưới đất á mà. Rồi bắt đầu mới nói là để là mới giải thích này nọ. Dạ, rồi xong đó chở về đâu thì em không biết, nhưng mà em thấy về hết đầu. Dạ, về hết đầu đó thì từ đó thì anh biết rồi, năm 75, năm 80, năm 85 là mình vẫn rất là khó khăn. Anh nghĩ họ nói là chiến tranh không khổ bằng cái hậu quả chiến tranh. Anh biết tụi em mà 10 tuổi mà phải gánh đất á, thì mấy bố cô mà anh là phải sang bàn hết này, rồi mới làm nhà làm một cửa này, của anh làm sao mà giàu có được. Thì bây giờ từ đó đến bây giờ thì dân Việt Nam mình là anh biết rồi là cũng cần cù chịu khó nữa, rồi mình làm ăn rồi từ từ phát triển. Tụi em cũng từ đâu bằng tay trắng thôi. Dạ, tiếng là con nhà của cách mạng, nhưng mà thật ra anh biết rồi giai đoạn đó rất là khó khăn. Ở khi mà đi chiến tranh á, thì ở chiến tranh thì ba em cũng không có nuôi con được, mà khi giải phóng về lúc đó thì anh biết rồi, mọi chuyện chưa đau vào đâu ấy thì còn phải lo lắng nữa, nên không lương không hứa, cuối cùng là rất là thấp, có lương chân nữa là cũng rất là thấp. Cho nên là tụi em phải tự lực tự lớn tới nhỏ mới không ra, rồi mình cũng trưởng thành như thế này chứ đâu thì đó. Mình phải lao động, phải biết dành dụm thì mình mới khá được, đúng không? Chứ còn dù ở đất nước nào chăng nữa mà nếu mà mình lười hoặc mình không có cái năng động và cái lao động của mình thì làm sao tạo ra của cải vật chất được. Đây đây này, năm 68 đó này này nọ, đây là chống chiến tranh ở Việt Nam này. Đây này. Anh mà năm 75 giải phóng, em thấy khi đó là mình đã có bán ăn được đó, em thấy không có bắn một người mồi chết luôn đó. Bởi vậy phải nói rằng chính sách nhân đạo của Mặt trận Dân phóng Việt Nam rất là nhân đạo, bởi vì trong cái cuộc chiến đó thì cũng rất nhiều người bị bắt buộc phải cầm súng, chứ không phải ai cũng cầm súng. Nhưng ngược lại có những người nông dân rất chân chất, nhưng khi vào trong hàng ngũ của Mỹ rồi nó giáo dục trở thành những tên hung ác cũng có. Chứ phải có cũng có đấy. Đấy, cho nên là phải nói rằng là đa số là những người đi lính cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ đều mong muốn kết thúc chiến tranh để họ được trở về gia đình. Và tôi đã từng có những người bạn, họ cho nói rằng chỉ trong cộng sản đánh Mao nên thắng cho lẹ nên tôi về tôi làm dân thôi, đúng không? Thì họ không muốn cầm súng. Và nên bởi thế trước kia có tình trạng là lính đào ngũ rất nhiều. Thì em nghĩ mấy đây hồi đó cũng nói em đã nói em nào nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa hôm đó đem quân về cộng sản mình đó. Thì em nghĩ cũng là người Việt và cũng người Việt, nhưng mà lúc đó anh hội với không, lúc đó là nếu không đi mình cộng sản thì cũng phải đi Việt Nam Cộng Hòa thôi, chứ không ở nhà là cũng không được. Dạ, ở nhà cũng không được. Nên là phải nói rằng vừa qua thì có một bạn cũng đã từng nói ở trong bối cảnh miền Nam Việt Nam trước kia, những gia đình đi kháng chiến cách mạng ít nhiều cũng có những thân nhân làm cho chế độ Ngụy. Chứ không phải không có. Có đấy. Thế không phải là tất cả là cả dòng họ đi kháng chiến hết. Nhưng trong dòng họ ít nhiều cũng có những người là đi lính cho chế độ Ngụy. Bởi vì sao? Sống trong chế độ của Ngụy
thì phải phục tùng nó. Dạ. Mà bị nó bắt thôi. Bắt nữa đó. Đấy, nó bắt nữa. Bắt nó đánh. Ít nhiều dạ. cũng có ảnh hưởng. Dạ. Nhưng dạ. cái quan điểm, lập trường quan điểm mỗi người mỗi khác. Kẻ người thì tự giác tham gia cách mạng. Dạ. Còn người thì bị ép buộc đi lính ngụy. Dạ. Thì đương nhiên hai cái vế này nó khác nhau chứ không thể giống nhau được. Nhưng mà em nói thật ra từ nhỏ tới lớn em lúc 5 tuổi là em đã chứng kiến ngụy và Mỹ á. Em thấy mấy người Mỹ người ta rất là thương người Việt Nam mình đang nghe. Không biết nó dùng tiền nó mua Việt Nam mình để đánh người Việt Nam mình thì em biết rồi. Nhưng mà nó gặp con nít Việt Nam là nó rất là thương. Ví dụ như tụi em á, là giữ bò. Lúc đó tụi em là 5-7 tuổi là phải đi giữ bò. Thì nó tài ra mấy cái tàu mà tàu ra này. Nó giục đồ ăn xuống cho con nít Việt Nam mình. Rồi nó chụp hình nhập đồ. Nhưng mà ngụy á, em nói thật ngụy á, có nhiều người nó ác kinh khủng luôn. Nó thấy là nó bắn. Dạ, nó ác kinh khủng luôn anh. Bởi vậy tôi mới nói dạ. thế này. Hồi giải phóng á, mà 30 tháng 4 á, thì một số á, là làm chính quyền của ngụy. Dạ. Làm cho chính quyền của ngụy mà rồi thôi đi lính ngụy, họ phải bỏ chạy trốn cho nhanh. Dạ. Bởi vì một số họ sợ là nhân dân trừng phạt họ. Dạ. Chứ không phải sợ Mặt trận Dân Phóng trừng phạt họ. Đó, bởi vì Mặt trận Dân Phóng nó có chính sách, có cương lĩnh rõ ràng, nhưng nhân dân đã từng hiểu tội ác của từng thằng. Đấy, cho nên là tụi nó phải bỏ chạy vô lẹ. Một số gây nợ máu nhân dân á, nó phải chạy trốn nhanh vì nó sợ sự trừng phạt của nhân dân. Thì đúng rồi. Còn giải phóng ra thì anh biết rồi, Việt Nam mình cũng cách mạng cũng đâu có làm được gì đâu, nhưng những người ta sống, người ta sợ. Chứ người ta sợ là mình gây những cái tội ác như đứa đó, rồi coi như là giải phóng ra người ta sợ là mình sẽ trừng phạt những cái mức độ nặng nề này nọ. Chứ còn thật ra em thấy thì cũng cho đi cải tạo, thì nếu mà ai có nợ máu nhiều thì cải tạo lâu hơn, rồi ai có nợ máu ít thì cải tạo ít hơn, rồi về cũng là dân bình thường. Em chẳng thấy phân biệt cái gì trên bây giờ ngụy cũng như là mình chẳng thấy phân biệt hết. Nhiều lúc anh biết giải phóng ra nhiều con của gia đình ngụy người ta về sống rất là sung sướng, vì người ta còn cái tài sản của cải ngày xưa để lại. Còn ví dụ như con của cộng sản, con của cách mạng, người ta sống rất là vất vả nhưng cũng rất là bình thường, học trong một lớp không phân biệt gì hết. Hôm đó là em nói thật sự, vì gia đình bà nội em là đẻ 11 người con, mà mấy bà cô của em á là có chồng á là đi bên ngụy, còn bên con trai á, bên nội của em mà con trai là đi bên cách mạng hết. Nhưng mà con của cô em á thật sự mà sống rất là sung sướng, nhưng khi giải phóng về thì cũng rất là hòa đồng, sống đâu có phân biệt gì đâu. Bởi vậy tôi xin kể các bạn một mẩu chuyện thế này. Sau giải phóng 30 tháng 4 75, tức là sau đó tôi về nhà quê, về Sài Gòn, thì có một người em bà con họ hàng đấy, thì chồng nó là trung tá ngụy Việt Nam Cộng Hòa, ngụy đi học tập cải tạo. Thì khi về nó hỏi tôi thế này, nó nói em là vợ của một sĩ quan ngụy thì anh nhìn em anh ghét không? Thì tôi nói thế này, tôi nói có gì đâu mà ghét rồi, trong chiến tranh thì mày ngụy tao cộng sản, nhưng mà hòa bình thì tất cả mọi người Việt Nam cả, chứ ai đâu mà thù ghét, đúng không? Đó là cái tình cảm người Việt Nam mình nó cao quý lắm, đó là do đó. Nhưng đây mà bây giờ là em ghét những người bên Cali với bên nước ngoài mà họ chống đối mình. Tại vì sao? Tại vì họ không hiểu. Bởi vì như thế này này, mình cũng là dân tộc Việt Nam, cũng con người Việt Nam, mà những cô chú bác, những người đã sống bên Mỹ đã sung sướng rồi, sau năm 75 người ta qua đó người ta vẫn sống sung sướng hơn mình. Vì rằng họ nói là thật ra chiến tranh để lại là rất là nhiều, coi như là anh biết rồi. Mình em nói là riêng cái vườn nhà em mà 7 người con về là cứ gánh đất này để sang bàn lát để làm nhà làm cửa. Còn những người mà sung sướng mà sau chiến tranh họ đã chạy qua bên kia, thật ra ở một cái đất nước văn minh người ta vẫn sướng hơn những con người của mình ở còn lại đất nước mình. Nói đấy, tóm lại là một nước phát triển văn công nghiệp, chữ văn minh nó không có phải công nghiệp, công nghệ, kỹ thuật như vậy làm sao cho sống tốt, không có thì không. Chữ Việt Nam mình 4.000 năm văn hiến cũng văn minh dài trên đó. Một nước nền kinh tế phát triển ổn định, mà không có chiến tranh thì đương nhiên đời sống của nó vẫn khá hơn những nước ở chiến tranh mà nước phát triển nông nghiệp lạc hậu. Đó là đương nhiên. Còn cái nền văn minh, nước nào cũng có một nền đang văn minh hết, chỉ có một nước nó phát triển cái nền khoa học kỹ thuật cao thì đời sống nó vẫn khá hơn. Nhưng mà một số ở bên nước ngoài nó vẫn có mang một cá biệt thôi. Yeah. Nó vẫn mang một cái tư tưởng chống đối đất nước. Bởi vì sao? Nó vẫn mang một cái mối hận thù của đời ông, đời cha mà nó để lại.
đó có những cá biệt như thế. Và hiện giờ đã có những con của những vị tướng tá trước kia ở trong cái đồ ngụy, họ đã hiểu được đất nước ta hiện nay rồi, và có một số đã tỉnh ngộ và đã hiểu được, và họ đều muốn về đóng góp xây dựng đất nước. Để nó có những cái biểu hiện như thế, cho nên phải nói rằng chúng ta muốn cho cái bọn phản động nước ngoài thấy được sự thật nước Việt Nam, thì chúng ta phải xây dựng đất nước chúng ta giàu đẹp hơn, đàng hoàng hơn, đời sống nhân dân sung sướng hơn. Thì đó là một câu trả lời minh chứng rằng là chế độ của chúng ta vẫn lo cho dân nhiều hơn, thì họ mới hiểu được. Còn em thấy bên đó người ta hay tuyên truyền là nói là Việt Nam mình là đau là không có chế độ, rồi tới bệnh viện là không có người chăm. Em nói thật lòng này, con nhân viên, bé nhân viên của em mới vừa đau một tháng mà hắn là hộ nghèo đó, hắn đang làm kìa, hắn hộ nghèo mà đau một tháng. Em mới giỡn mấy, em nói là chắc con hộ nghèo con mới đau tới một tháng, đau dạ dày mà nằm bệnh viện tới một tháng. Vì sao? Cơm mới là ngày hai bữa bệnh viện nấu cho ăn, thuốc là không tốn tiền. Anh biết là phòng á thì nằm phòng vẫn tốt, cho nên là nó nằm một tháng không tốn một đồng bạc mấy. Còn hả, anh biết như bệnh viện Bắc Quảng Nam của em nè, dân tộc á, mấy người mà dân tộc á, người ta xuống người ta nằm mà bệnh viện cho về họ không về. Vì sao? Một ngày cho những người dân tộc là đưa vô là hộ nghèo là dân tộc thiểu số, là một ngày á là ăn cơm hai bữa, buổi sáng chỉ tự túc thôi, trưa tối là có người nấu, chưa kể từ thiện nấu đem cho. Hôm đó là em nói thật lòng. Mà bên Mỹ người ta cứ tuyên truyền, một số người người ta tuyên truyền anh là dạ, anh có sự việc. Một số người người ta tuyên truyền là nói là đến bệnh viện của mình là không có người chăm, thuốc không có. Rồi em thấy sao mà người ta không ở Việt Nam mà sao người ta biết? Sao người ta biết là người ta tuyên truyền anh hội em không hiểu được. Dạ. Hỏi gì? Bây giờ người ta muốn nói xấu thì người ta đặt điều nói xấu rồi chịu hết, đúng không? Anh dân tộc á, anh là dân tộc mà nông dân tây dân của mình, anh hội nè, về Bắc Quảng Nam của mình, bệnh viện Bắc Quảng Nam mình ở, và bác sĩ cho ra viện là người ta không có về đó. Nên là không về, ở lại chứ không về. Vì sao? Ở lại là một ngày nấu cơm ăn hai bữa, thuốc là cho miễn phí nha. Mà bên kia người ta tuyên truyền, người ta nói là đến bệnh viện là không có tiền, không người chữa, không cơm không thuốc, mà thật sự là lòng lẫn của anh. À, cái phải đó là em nói thật lòng, như con bé nhân viên em nói, nó nằm một tháng bệnh viện mới về đó. Anh bảo sao nằm dữ thì con, sướng lắm cô, ngày hai bữa trưa tối mà ăn sướng lắm nghe anh, ăn cũng có gà có thịt có cá đủ thứ rồi. Buổi sáng là chỉ có tự túc con ăn sổ ăn mì thôi, còn buổi trưa buổi tối là có người đem cơm tới hộp, tới đem cơm hộp tới tợ phòng luôn anh nghe. Mà bây giờ mình đời sống nhân dân đất nước ta ngày càng cao, và đặc biệt nhất các bạn thấy hầu như cái chương trình này có hơn chục năm nay rồi. Yeah. Tức là trẻ em từ lúc sơ sinh cho đến 6 tuổi là bảo hiểm y tế 100%. Yeah. Thì đó là một điều rất tốt, tức là chăm sóc trẻ em như thế. Thì phải nói rằng các bệnh viện hầu như là các tỉnh ở đâu cũng vậy hết. Đấy, con hơi nhức đầu số mũi cái cũng tới bệnh viện, miễn phí 100% mà. Miễn phí 100%, dạ. Dạ, đó, cho nên bệnh viện, người dân Việt Nam mình là đó, miễn phí thì người ta đau một tí là người ta cũng phải đi, rồi đâu có tốn kém. Dạ. Rồi người hộ nghèo cũng được giảm nữa. Hộ nghèo cũng được giảm nữa. Nên là cái nhiều cái chương trình phúc lợi xã hội á, thì đất nước mình từ từ rồi nó cũng sẽ khá lên. Người ta nói là nước nổi thì bèo nổi mà. Đúng không? như em về đây có miếng đất đi anh đi. Là một miếng đất trắng anh nghe, mình lội xuống á là đất nó sình mà lúc hai bằng chân luôn á. Mà em cứ cải tạo dần dần mà em cũng nuôi heo nè, làm ruộng nè, rồi nói chung là mọi thứ, miễn là không làm điều chi phi pháp thôi. Dạ, là em vẫn ổn định cuộc sống thôi chứ có sao đâu. Xin giới thiệu các bạn đang tiếp xúc của những người dân ở Đại Lộc và xã Đại Hiệp. Thì anh cho biết là anh ở xã Đại Hiệp này anh tên gì và cái cảm nhận của anh ở cái quê hương này thế nào ạ? Tôi có anh Thanh, là tôi là Nguyễn Quốc Hậu, tôi chuyển thành 6-7 năm. Và nói chung là tôi trước đây là ba tôi đi tập kết ra Bắc tuyên ngựa ở Bắc 5-7 năm, thì tôi mới 15 tuổi. Sau ngày giải phóng tôi về quê hương á, thì tôi đi học là 7-1 đây lên cùng liền của huyện. Bằng cái cảm nhận của tôi thấy 6-7 năm á, thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng như Mỹ ấy, đã để làm cái
tài sản chi lớn cho đất nước, cho quê hương của mình. Cụ thể như bọn tôi đi học cấp 2 đó, trung học đó, tức là cả một cái huyện chỉ có một cái trường. Thế thì qua cái giải phóng cho đến bây giờ ở đây, chúng ta thấy là mỗi xã là có một cái trường cấp 2, trường trung học, trường tiểu học, trường mẫu giáo mầm non. Mỗi xã có một cái trạm y tế. Đấy. Làm cho cái đời sống của nhân dân là được phát triển, sức khỏe được chăm lo. Nói như anh Thanh nói hồi nãy, tức là trẻ sinh ra đây, là được bảo hiểm y tế từ 0 tuổi đến 6 tuổi. Người già thì có chế độ từ 80 tuổi là nhà nước là theo cấp, già không thì được mấy là 470 hả? Đây. Và khi chết thì có tài trợ. Đây. À, những thương phế binh của Ngụy hồi trước vẫn được hưởng cái chế độ tàn tật, vẫn có chế độ của nhà nước. Tuy rằng là không bao nhiêu nhưng cái ân huệ đối với nhà nước là rất lớn. Ví dụ như ở đây con bãi sụ mình đó. Đại hồi đó không đi lính chức gió thì đi nhưng mà vẫn được có cái chế độ của nhà nước. Tức là những người trước kia đã từng tham gia chế độ Ngụy, đã có thương tật, nhưng mà bây giờ mình vẫn được hưởng chế độ tàn tật, cho hưởng chế độ người tàn tật. Vẫn được, không phân biệt. Rồi sau đây là những cái chế độ là ví dụ như họ lòng đường trường trọng, đây là nhà nước và nhân dân cùng lòng. Một cái xã bây giờ trở thành một cái xã công nghiệp, là một cái xã công nghiệp của huyện, dẫn đầu của huyện, vì cũng nhờ vào cái sự phấn đấu của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói nó thẳng cái đó mà so sánh với những cái thông tin ở nước ngoài, nó hoàn toàn là xuyên tạc. Cái đó mà đối với người Việt Nam ở hải ngoại thì cần phải sâu sắc nắm rõ cái thông tin và về lại Việt Nam để xem lại cái cách tuyên truyền ở đâu cũng quê hương, ở đâu cũng con người, mà tổ quốc là phải là cái hết. Khi xưa tôi có đọc một cái tác phẩm, họ có nói là tổ quốc mẹ hiền ơi chúng con trong sòng, mà người nào không có tổ quốc thì người đó không có mẹ hiền. Do đó mà đề nghị là các anh chị và các bác các chú trước đây ở cái chế độ nào thì mình phải phục vụ cho chế độ đó, điều đó là rõ ràng rồi. Nhưng mà mình phải biết cái chân lý của mình, tổ quốc của mình là quan trọng nhất. Ở đây có anh là nạn nhân của chiến tranh, cha đi phân ly, mẹ là một bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhà nước truy tặng. Thế thì ảnh cũng bị bom Mỹ, rồi bây giờ ảnh cũng là ảnh qua bên Mỹ, sống bên Mỹ, hiện nay là quốc tịch của Mỹ, nhưng mà ảnh cũng là muốn về lại Việt Nam. Đấy, hình ảnh của ảnh ngồi đó, mà một bà mẹ rất là tận tình, nó như chị Thóc nó bây giờ là một bà mẹ là rất tận tụy nuôi bốn đứa con, mà bây giờ chỉ còn có mình ảnh. Em gửi Út nữa nhé. Với một đứa em coi Út. Cái đó mà đây này, ba thì được sĩ nhưng mà ảnh sống ở Mỹ, bây giờ là cuối đời anh về lại Việt Nam, cũng anh như trong bối cảnh này tốt hơn. Dạ. Nó trong bối cảnh này, gia đình tôi là cũng gia đình đi theo cộng sản hết, nói chung là vì cái chân lý. Thế thì tôi có một ông chú Út ở lại là đi vào cái quân chủng phòng không của chế độ Sài Gòn á. Vào Sài Gòn thì chú Út nó là năm vào Sài Gòn thì được cho đi học ở Đồng Đế, đi học ở môn Nha Trang, Đồng Đế gì đó. Thì coi như là vô họ điều tra lý lịch là có anh đi tập kết ra về, ổng lòng truyền tin cho. Nhưng mà khi đó là ba cỡ năm 66, 67 á, 65, 66 là ba tôi ở trên núi về. Thì viết có một cái thư kèm theo cái hình nữa. Cái con bảo bà thím vô, kêu ổng về, ổng về, ổng đi du kích. Cái cầu chính cử mà sập chờ là ổng đánh cái cầu của chính cử. Sau đó ông hy sinh, thì đó cũng là vì cái lúc đó là bị ép buộc đi quân dịch. Đấy. Sau đó ông đi đến ông cùng giấc ngộ đó, cái hoàn cảnh cái điều kiện đó không có gì mà mình, nếu mà chúng tôi ở lại thì chưa chắc chúng tôi đã hy sinh. Mà tôi sẽ còn ông chú, nhưng mà vì bối cảnh của lịch sử lúc đó thì không ai chấp nhận được, không ai thể chấp nhận được cái những người trước đây, thì chỉ có những người lầm lỗi mà ấp ôn khát máu hành hạ đồng bào mình.
do đó mà chỉ sợ đồng bào mình trả thù. Đó là một cái mà ở đây nhân dân ở đây là họ cũng để những người sau đi cải tạo, sau giải phóng đi cải tạo về là chuồng luôn miền Nam, sau đi dọn HO tôi cũng có một con người như vậy. Nhưng mà khi cái ông nói trước đây làm cục trưởng đó, cảnh sát đó, ông đi cải tạo về thì lúc đó là ông đi cải tạo về là ông đại khái là trong hệ thống chính quyền ông tin dưỡng tôi, nói chung là ông kêu tôi lên chỗ nhà thờ ấy nghỉ, hai bác cháu ngồi uống một ly nước chanh thôi rồi bác sẽ đi, nhưng không biết lúc nào bác về. Thì từ đó ông vào thì nghe nói là ông vào đến Đồng Nai thì ông chuẩn bị đi lên máy bay đi HO thì ông bị chết. Nhưng mà hiện nay là ông vẫn con cái ông vẫn về quê hương, vẫn đóng góp với quê hương, xây dựng quê hương. Hiện nay là có một công an nó lầm ở trong cái hãng Boeing của Mỹ, còn hai chị ở Mỹ với một công an, còn một ông là ở Úc. Làm ăn rất khó bất đập nhưng mà thường xuyên về quê hương. Nghĩa là cái tình cảm hòa hợp dân tộc nó có từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Còn vấn đề hòa giải thì đây bây giờ không còn cái chuyện hòa giải nữa. Hòa giải là trong chiến tranh chúng ta đã hòa giải rồi. Còn tinh thần hòa hợp dân tộc thì nó luôn luôn mãi mãi là chúng ta hòa hợp dân tộc. Cho nên vừa rồi có những bài và những bạn nói là dân Việt Nam chúng ta dù ở đâu cũng đều là dân của một nước Việt Nam cả. Đấy. Cho nên là có những chiến tranh có thể cho đi về quá khứ để cùng hòa hợp để xây dựng đất nước. Nhưng đặc biệt đó thì có một vài cá nhân cũng lợi dụng cái hòa hợp đó mà hoạt động với một cái mưu đồ gì đó. Thì đó là những cá nhân thôi chứ không phải là chung dân tộc Việt Nam chúng ta cả. Mà với cái tinh thần yêu nước thì ở đây không ai độc quyền yêu nước hết. Tất cả chúng ta cùng yêu nước chứ không ai giành độc quyền yêu nước hết, đúng không? Cũng khó nói nữa. Thật là yêu nước như tôi ra đây 14 tuổi tôi đâu có biết, như thế chưa chắc hiểu yêu nước là sao. Cứ nhớ giờ quê hương cứ mình cứ bây giờ tốt rồi, quê hương ta là tốt rồi nó. Còn thì cũng khó mà nói dài, sao dài nó được, nó phải còn không nữa hả? Dài đó. Thôi rồi, có thể mình dừng ở đây được này. Và cái cảm nhận của anh là khi về ở Việt Nam anh cảm thấy cái tình cảm rất là thân thiết mà. Đương nhiên rồi, mà nhất là cái hồi mà về cái lần đầu tiên kia nó phiền phức lắm. Tôi về tới hồi đó là đây, hồi đó là về lần đầu tiên ở Thái Lan đó, nghe lọc cọc mình tưởng là mình về tới Việt Nam rồi nữa mà. Để nó ở với nó cũng dài 15 giờ rồi, cũng tóm lận lên ở bên Mỹ mà con ngày tập luyện dạy kiếm một con mũi cũng không rõ khó lắm. Ở bên tôi ở mấy chục năm với nó mà nó gặp nhau trong hồn xuống là mẹ tính ra 40 năm chưa bằng tôi về đây mấy tháng đó. Mà ở đây thì tao nhất là trong quê nữa đó, mà anh em đủ thứ vui vẻ. Tôi cũng nhiều lần tôi cũng hay là phòng nào mà nói là bây giờ cho vui để so sánh tôi. Tôi không biết mấy ông lộn gì bên này mà có ăn xóm rau uống cà phê la ra chơi trời. Ông bên Mỹ họ chạy từ 9 giờ tới 5 giờ đọc mấy cái bài thơ mà họ viết ở Mỹ, nó lộn việc từ 5 giờ mà luôn có người Mỹ nữa chứ không phải là người Việt Nam hay người do màu đâu nghe. Đó là chưa nói chuyện vấn đề kỳ thị đồ này nọ đó. Không, nói chung là một cái xã hội đủ thứ ở bên đó. Đo văn hóa tôi về đây, mình đây phiền phức Việt Nam đây, một ở bên đó 10 lần hoặc hơn nữa. Nhưng mà nói chuyện là để so sánh cho vui để thôi, để biết. Nhưng mà có nhiều ông họ nó họ còn cãi với tôi, nói tôi ở sống đó 49 năm rồi mới mệt quá rồi đó. Thôi mà đâu phải cái gì ông cũng thấy. Còn đương nhiên là tôi cũng không có thấy về Việt Nam mà mình nói những cái gì mình thấy đứa đó thôi. Tôi vừa là vui so sánh đó thôi. Mà thật tình mà cứ dùng quanh đây tôi thấy như vậy khỏe lắm. Ở Việt Nam mình quá xuống. Tôi về đây mấy 2 năm rồi chỉ có thấy cái gồm chi đâu lấy trộm ăn trộm hầm giết vài con chó đem đi lòng thịt gì đó. Trời ở bên đó mà trời ăn trộm ăn cắp như ngoè chứ bộ mày quá. Ở Mỹ cũng ăn trộm nữa hả? Trời ơi, mỗi lượt mà tắt những thành phố lớn đó không có ăn trộm đâu, nó đi vô đập cửa đồ này nổ dốc đồ đi thanh thon khỏe lắm. Mà nó mấy cái chuyện nó đâu vẫn đang lên bắn cho mình của thằng nhà cây đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi nói ăn cơm Mỹ rồi đó. Bây giờ chữ ý không phải dạy ý đại mình. Anh nói sự thật thực tế. Cái sự thật này thì tôi có những thanh dân ở bên Mỹ đã từng kể.
Ấy, để nó biết mình đi vắng nó mang cả xe tải tới nó dọn nhà luôn chứ. Đó tôi giải thích vậy đó mà họ không nghe đâu đó. Xe cổ ở đây là như vậy đó, đi sống này qua sống nhỏ đó rứa mà lẫn quẩn đậu cái lẫn keo vô rồi đó. Tới hồi mình dạy mình có tiền đủ tới vô trong đó. Đâu. Bột ti vu nhơ rồi là bắn biết gì nói thì nói thì nói thì hơi xấu hổ nhưng mà em nói thật này. Ngay kể mà mạng xã hội nó bùng nổ thì em mới biết là cuộc sống bên Mỹ là như thế nào. Em mới lên này, anh biết em tuy là từ nông dân Mỹ rồi cuộc sống Mỹ này nói chung lại thì em mới biết chứ. Trong tư tưởng của em là trước đây em cũng nói là Mỹ là tuyệt vời, Mỹ là thế này thế nó nói trong mình lúc mua em không nghĩ là Mỹ mà có những người ngồi bán hàng rong ở giữa đường, em không bao giờ nghĩ luôn á. Mà đó là em nói thật lòng, tại vì lúc mình đi làm mình đâu có thời gian lên mạng mà mình tìm hiểu mình biết. Sau khi mạng nó bùng nổ thì em mới đi vô em lục thử, tìm thử là cuộc sống Mỹ người ta sống thế nào. Có nhiều người người ta có vất vả, em thấy già cũng còn ngồi để bán từng bó rau anh. Thế thì cũng y Việt Nam mình chứ khác gì đâu. Dạ, mà y Việt Nam mình luôn. Mà anh được biết đâu cái là có những, anh có những người em là tu ở chùa bên Mỹ, chùa Ngọc Sơn á, ở Cali á, thì đã từng nói là đất nhà chùa cũng phải đóng thuế cho Mỹ nữa cơ. Chứ không đóng thuế là nó dẹp chứ nó không có còn gì đâu. Còn một cái nữa em thấy cái tự do bên Mỹ làm sao á, em cũng không hiểu thật lòng, đây là em nói thật lòng này. Tự do gì đâu mà cứ cầm cờ ra là chửi lộn, ré lộn rồi la lộn rồi em thấy đánh lộn nữa, em không chưa đánh lộn nhưng mà xô lộn, đẩy lộn. Em chắc anh thấy Việt Nam mình chưa có cái cảnh đó. Cứ thật lòng nếu mà ngày lễ ngày hội là mặc áo dài áo giới này nọ ra rất là tươm tất đàng hoàng, ăn nói lịch sự, ngay cả hộp hội trong thật sự hộp hội ở thôn ở đầu ở xã này phụ nữ những đồ em thấy họ ăn nói rất là hợp. Còn có phụ nữ chứ mà ở bên Mỹ mà ở một đất nước tiến bộ chứ đâu mà em nhiều khi em cua em cũng dị vậy nè, em xem em dị thật, em dị cho người Việt Nam của mình đó là em nói thật lòng. Tự nhiên cầm cờ ra rồi ré rồi la rồi chửi bới với nhau mà bên này một đốm bên kia một đốm rồi chửi lộn rồi mày có qua bên tao tao không qua bên này em thấy nhất là kỳ mà tụi nó kéo tới nó nó phá cái tờ báo của tôi nhớ là của Phùng Tề Châu á đó coi rất buồn cười nên thằng đứng bên này đứa đứng bên hè bên kia chửi nhau. Em thấy Việt Nam của mình bây giờ người ta không có cái chuyện đó nữa, ngay cả ra chợ mà hàng cá hàng đồ người ta cũng ăn nói rất là đàng hoàng. Đó lại nói thật lòng đó, chứ không phải là đây là nói với tấm lòng của em thật sự chứ không phải là em tôi nói kể cho anh một cái câu chuyện với anh nghe nè. Năm 67 hồi đó là mình chưa có điện rồi chứ chưa đó, mà ngoài cái dân Quảng Bình á anh, nhưng mà anh nếu mà tôi có thời gian tôi dẫn anh ra anh làm cái hội ấp chiến tranh ví dụ như thế là hấp dẫn. Về là gia đình là có 11 người con là một là 11 người con hai thì cũng không bao giờ này đang quay thì ăn cơm tốt mà thực sự là ở ngoài đó họ là làm nông về tốt thì thắp một ngọn đèn đi cái ngồi ăn cơm xoay quanh đi cái anh bác sĩ nó về kể để chơi một cái bom là cái chết trơn thì nhân chứng là chỉ còn một bà chị nữa. Bà chị nữa hồi nữa lúc đó là em mới có 7 tuổi mà đó. Mà em vô là em là cái cảnh mà tiêu điều bom quét chết trơn còn mình chị nó đi cấp cứu là chị nó là chị điều trừ trừ tấn công ghê lắm. Anh biết chiến tranh đã khổ rồi, sau chiến tranh là còn khổ nữa, anh biết hậu quả nhà nước mình phải gánh này, anh biết không? Cũng là vì là chiến tranh gây ra, bây giờ anh biết đó là thương binh, rồi cũng phải trả tiền, rồi liệt sĩ, rồi con em, rồi chất độc da cam, rồi mẹ Việt Nam anh hùng, rồi nói chung là nhà nước mình phải trả không biết bao nhiêu là chi phí mà trong cái chiến tranh để lại. Anh tự nhận thì làm sao đất nước mình mà giàu nhanh được, anh thấy không? Đó, thì mọi người phải hiểu nhé, đúng không anh? Thương binh của Việt Nam Cộng Hòa. Thương binh Việt Nam Cộng Hòa là cũng xem như đối tượng xã hội, bên đây vẫn trả lương. Cường cục nè. Dạ, bên đây vẫn trả lương. Trợ cấp xã hội. Dạ. Ông Cường Cục nè, ông Trăng Tròn nè. Ông Trăng Tròn là được cái hội từ cương phế binh của Mỹ á. Mà mình còn phải trả nợ cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước kia, nợ của Mỹ còn phải trả nợ nữa kìa. Trả nợ dùng cho mấy cái hậu quốc tế. Họ nói là chiến tranh không khổ bằng cái hậu quả chiến tranh. Hậu quả chiến tranh là khổ dữ ghê. Thôi xin thân ái chào các bạn, cái cuộc hội luận của chúng tôi tới đây thì cũng tạm đủ và hẹn các bạn trong một cái dịp khác. Xin chào các bạn. Dạ, xin chào.
thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động trong lòng người.